Thế anh em, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo cái video mà mình nói về những cái lời khuyên hoặc là những anh em mà hay gửi mail hoặc là hẹn gặp mình để xin một cái lời khuyên về sự nghiệp khi mà người ta bị stress, người ta bị thất bại hay là người ta không biết làm gì với cái cuộc sống và cái nghề nghiệp hiện tại của người ta. Thì mình nghĩ là tại vì mình là một cái người mà rất là cẩn trọng trong cái lời nói của mình, do đó mình không muốn khuyên người ta và nói là mình cũng không biết khuyên gì. Nhưng mà mình cũng cứ suy nghĩ hoài nếu mà mình có cầu toàn quá hay không. Tại vì nếu mà bản thân mình mà đi, mình có một người nào đó mà mình rất là tin tưởng, người ta nói anh ơi bây giờ em phải làm sao, mà nói anh cũng không biết em phải làm sao, thì cái đó người ta cũng hơi bị hụt hẫng và cũng hơi bị buồn. Do đó mình cứ suy nghĩ hoài không biết là phải như thế nào. Mình cũng có thể là mình cho một cái lời khuyên nó tầm bậy đi, tầm xàm bá láp về cái chủ quan của mình nhìn một góc nhìn chủ quan, mình cho một cái lời khuyên nó không có work với cuộc sống của người ta, nhưng mà ít ra nó cũng là một cái điểm để người ta bắt đầu. À bây giờ tao sẽ làm theo mày, nhưng mà ấy làm gì không được, là làm gì là không ok, tao phải làm cách khác. Thì ít ra nó là cũng là một cái điểm khởi đầu để người ta bắt đầu, người ta đứng dậy và người ta hành động một cái gì đó để thay đổi cái thực tại của người ta. Do đó hôm nay mình sẽ cho anh em một lời khuyên, và đây sẽ là cái lời khuyên duy nhất của mình nếu mà anh em đang cảm thấy stress và đang cảm thấy bế tắc ở trong nghề nghiệp. Ok, thế thì mình nghĩ tại sao mà anh em bị stress? Tại sao mình bị stress, mình bị căng thẳng, mình bị bực bội, mình bị giận dữ, cái tâm trạng của mình không tốt? Đó là do có một cái số việc nó sẽ xảy ra không có đúng như là mình mong muốn. Cuộc đời mà đúng không, đâu phải cái gì nó cũng bằng phẳng được. Có thể là mình bị đuổi việc nè, có thể là mình bị đuổi ra khỏi nhà nè, có thể là bị chia tay bồ, bị bồ bỏ, bị vợ bỏ nè, bị cắt việc nè, bị cắt dự án nè, bị mất tiền, bị này kia, rất là nhiều thứ. Thì nhưng mà anh em phải hiểu cái chuyện này nè, tất cả cái đó nó gọi là các cái factor ở trong cuộc sống, nó gọi là các cái yếu tố ở trong cuộc sống, mà có những cái yếu tố mình có thể tác động được lên nó, còn có những cái yếu tố mình không thể nào mình tác động lên nó. Ví dụ này, trời nó muốn mưa thì nó mưa, ví dụ mà người ta quyết định người ta đuổi việc mình thì người ta cứ đuổi thôi, còn hoặc là ví dụ là người ta muốn cắt thì người ta cắt, người ta muốn giảm lương thì người ta muốn giảm lương, chứng khoán nó xuống hay là crypto nó xuống thì nó xuống thôi. Nó là những cái yếu tố mà mình không thể nào mình tác động lên nó được. Thế thì cái yếu tố duy nhất mà mình có thể tác động được là gì? Đó chính là bản thân mình, với cách mình suy nghĩ, với cách mình hành động. Thì cái lời khuyên của mình á là anh em hãy bắt đầu hít đất 100 cái đi. Thì tại sao phải là hít đất? Và tại sao phải là 100 cái? Thì đây cũng là cái cách mà mình từng áp dụng luôn. Thật ra mình rất là random đó, tại là mình chơi thể thao nó quen. Nhưng mà sau này mình tìm hiểu thì mình lại thấy ồ, cái đó là đúng là một cách. Tại vì thứ nhất á, khi mà mình hít đất như vậy là một cái môn thể thao, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ tiết ra dopamine và adrenaline. Nó làm cho mình minh mẫn hơn, nó làm cho mình cảm giác thấy mình thoải mái hơn. Giống như là anh em sáng uống ly cà phê á, hoặc là mình uống bia rượu, hoặc là mình chơi điếu cỏ hay gì đó, thì nó đều tiết ra những cái chất đó. Và cái chuyện chơi thể thao nó cũng tiết ra cái chất đó. Thì á, mình không thể nào nghĩ ra một cái chuyện mà tốt hơn để bắt đầu bằng cái chuyện là ok, nếu mà stress quá không biết làm gì thì mình hãy hít đất 100 cái. Thì khi đó cơ thể mình nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thực ra 100 cái đối với mình thì nó dễ lắm, nhưng mà đối với một số anh em nào mà chưa quen chơi thể thao thì nó khó nha. Nó không phải dễ đâu. Có thể hiệp đầu mình hít 15 cái, sau mình hít 5 cái, rồi 80 hiệp sau mỗi hiệp mình làm 1-2 cái thôi. Nhưng mà anh em hít đủ 100 cái. Cái điều tiếp theo á, mà tại sao lại hít đất 100 cái, đó là khi mà mình hít được 100 cái như vậy thì nó sẽ build cho mình được cái sự tự tin. Có nghĩa là mình đã làm được một cái gì đó nó ở cái tầm khá khó so với một cái người trung bình như mình đó. Thì mình hít đất được 100 cái và cái sự tự tin thì nó cần phải build dần lên. Giống như ngày hôm nay mình hít được 100 cái, ngày mai mình cũng hít được 100 cái, ngày mai cũng hít được 100 cái. Từ từ mình sẽ cảm giác là ô, cái chuyện hít đất 100 cái nó rất là dễ. Và nó sẽ đưa cho mình cái cảm giác tự tin đó. Có nghĩa là mình sẽ làm được cái gì mình muốn và mình hoàn thành được một cái mục tiêu nào đó. Thì cái đó chính là cái mindset đầu tiên để mà tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống mình nó được giải quyết. Thì tại sao đó là một cái xuất phát điểm để mình giải quyết được tất cả mọi thứ? Tại vì mình sống tới thời buổi này mình chưa thấy một ai mà có một cái cơ thể khỏe mạnh nè, có một cái tinh thần sảng khoái và minh mẫn nè, có một cái mục tiêu đặt ra nè, và hành động mỗi ngày vì cái mục tiêu đó nè, và không lười biếng nè, mà người ta lại thất bại cả. Do đó thì
Đấy, đó là cái lời khuyên duy nhất của mình đó. Anh em hãy bắt đầu bằng việc hít đất 100 cái nhé. Và sau 3 tháng thì, hoặc là sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì chắc chắn là anh em sẽ thấy cơ thể của mình và cái tinh thần của mình nó sẽ có cái sự thay đổi rõ rệt. Ok, thank you anh em đã theo dõi video nhé. A few moments later. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon.